Người đến tuổi 60 còn thiếu đi năm thứ này thì càng sống càng khổ. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Thưa quý vị, con người ta cả một đời chịu đựng và trải qua nhiều sóng gió bồn ba. Dù có vất vả và cố gắng thế nào, thì đến cuối cùng có những việc vẫn không thể nào hoàn thành được. Dù cho có chăm chỉ kiếm tiền bao nhiêu, tiêu pha tằn tiện tích cóp bao nhiêu, thì đến cuối cùng tiền bạc vẫn không bao giờ là đủ. Con người dù thông minh cơ trí cả một đời thì đến cuối cùng cũng không thể tránh được rằng bản thân có những điều tiếc nuối. Bước đến ngưỡng tuổi 60, có những thứ chẳng hề quý trọng khi còn trẻ thì giờ lại trở thành điều mình tha thiết mong muốn. Họ sẽ cảm thấy không an toàn, thậm chí là lo sợ bất an trước một số điều mà bản thân không thể kiểm soát và nắm trong tay. Và sau đây là 5 điều mà nếu tuổi 60 thiếu đi thì cuộc sống sẽ chẳng thấy an yên, càng sống càng khổ. Cụ thể là gì? Mời quý vị cùng theo dõi trong clip sau đây và đừng quên chia sẻ clip quý vị nhé! Và sau đây là 5 điều mà nếu tuổi 60 thiếu đi thì cuộc sống chẳng thể an yên, càng sống càng khổ. Thứ nhất, thiếu tiền bạc. Có câu nói thế này, tiền bạc không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn sự vô năng. Hầu hết mọi người đều chuẩn bị cho quá trình nghỉ hưu của mình khi ở tuổi 60, từ bỏ công việc và gánh nặng tiền bạc. Chúng ta sẽ bước vào giai đoạn tĩnh lặng của cuộc sống, nhưng cũng có phần cô đơn. Vào thời điểm đó, nếu trong tay chúng ta không có một khoản tiền tiết kiệm nhất định, vậy thì chúng ta sẽ không thể ngừng đau đầu suy nghĩ. Chi li tính toán trong mọi chi phí ăn mặc, sinh hoạt thường ngày và cả các dịch vụ y tế, sức khỏe khác. Có thể nhiều người nghĩ rằng mình có thể sống phụ thuộc vào số tiền mà con cái chu cấp cho cha mẹ. Nhưng bao giờ cũng thế, sử dụng và tiêu xài những gì tự mình làm ra vẫn đem lại cảm giác thoải mái hơn. Đồng thời, nếu chúng ta đến tuổi 60 mà chưa tích lũy đủ tiền để có được một mái ấm ổn định cho chính mình, thì chỉ có cách sống chung với gia đình riêng của con cái, giữa hai thế hệ, thậm chí là nhiều hơn. Cùng nhau chung sống dưới một mái nhà thì chắc chắn sẽ không thể thiếu mâu thuẫn và tranh chấp phát sinh. Sự khác biệt nhỏ nhặt không làm nên vấn đề. Nhưng nếu xích mích lớn hơn, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có nguy cơ rạn nứt. Chưa kể nhiều người cảm thấy ngại ngần khi ở nhờ nhà con, nên luôn có cảm giác không thể thẳng lưng, ngẩng đầu trước mặt con cái. Do đó, khi tới tuổi 60, chúng ta phải có một khoản tài chính và mái nhà cho riêng mình. Thứ hai, thiếu người thân bên cạnh. Người trẻ thì luôn đi tìm tình yêu. Vậy chẳng lẽ những người đã 60 tuổi thì không cần tình yêu hay sao? Thật ra, những người bước đến tuổi 60 không phải không cần tình yêu, mà họ hiểu được rằng so với tình yêu nồng nhiệt thời trẻ, họ cần tình thân hơn. Về già, tình cảm mặn nồng trong hôn nhân theo thời gian dần dần chuyển thành tình thân của những người sớm chiều bên nhau, nương tựa nhau mà sống. Khi bản thân già đi, những người quen, bè bạn, người cạnh bên đều cùng già đi theo năm tháng, đặc biệt là bạn đời của mình. Đó là người đã cùng ta gồng gánh gia đình suốt một thời gian dài, chia sẻ bao trách nhiệm và nhọc nhằn gian khó. Cũng là người cùng vui, cùng buồn, săn sóc, chăm lo, nắm tay đi nốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Có một người như vậy cạnh bên đã là một niềm hạnh phúc. Mất đi người bạn đời cạnh bên là một chuyện đáng sợ. Tuy nhiên, nếu vì những năm tháng bộn bề công việc khiến mối quan hệ đôi bên rạn nứt hoặc nguội lạnh, nhìn mặt nhau mà chẳng nói câu nào cả ngày, người ở nhà mà lúc nào cũng bực bội, khó chịu, thì điều đó còn khủng khiếp hơn cả cô đơn một mình. Vì vậy, bất kể ở giai đoạn nào của cuộc đời,
phải luôn trân trọng và quan tâm người ở cạnh bên, dành cho họ một tình cảm chân thành mà họ xứng đáng. Đó chính là giá trị tinh thần mà chúng ta có đánh đổi cả gia tài cũng không nhận lại được nếu mất đi. Thứ ba, thiếu suy nghĩ. Ở độ tuổi trung niên, khi con cái đã trưởng thành và có gia đình riêng, chúng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi. Đừng nên chìm vào cô đơn một mình, mà hãy đọc và suy ngẫm nhiều hơn. Đôi khi, chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh để tâm trí đã mệt mỏi suốt nhiều thập kỷ được nghỉ ngơi, để đặt xuống những gánh nặng suốt bao lâu nay, để suy nghĩ về những điều thật đơn giản nhưng có ý nghĩa và tầm quan trọng riêng của nó. Nếu trước kia chúng ta luôn phải mạnh mẽ để trở thành trụ cột của gia đình, có đau khổ cũng giấu ở trong lòng, có mệt mỏi cũng giả vờ như không, thì hiện tại chúng ta có thể suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân, sống vì mình chứ không mãi chạy theo người khác nữa. Thứ tư, thiếu sức khỏe. Thời gian càng trôi qua, chúng ta không chỉ sợ việc già đi, mà còn sợ một điều hơn thế, đó chính là bệnh tật. Còn điều gì khủng khiếp hơn việc mỗi ngày đều bị bệnh lớn, bệnh nhỏ, quấn thân mệt mỏi với thuốc thang và bệnh viện. Dù thức ăn có ngon cũng chẳng thấy thèm, dù cuộc sống còn tồn tại cũng chẳng thấy vui. Đánh mất sức khỏe cũng đồng nghĩa với đánh mất cơ hội để tiếp tục hưởng thụ những niềm vui, thú vui của đời người, mà thay vào đó là một trái tim và cả cơ thể trả rời u ám. Chính vì thế, khi chúng ta chuẩn bị bước vào ngưỡng tuổi trung niên từ 40 đến 60 tuổi, phải luôn duy trì sức khỏe, tập thể dục chăm chỉ, có lối sống lành mạnh và điều độ, để bản thân còn được tận hưởng nhiều niềm hạnh phúc và khỏe mạnh hơn nữa trong cuộc đời. Thứ năm, thiếu sự quan tâm, chăm sóc. Một trong những bí quyết sống khỏe mỗi ngày của những người cao tuổi trên thế giới, đó là họ thường xuyên được người thân quan tâm nhiều hơn. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng sự quan tâm đối với người già lúc này trở nên vô cùng quan trọng. Người già mong muốn và khát khao được săn sóc, hỏi han mỗi ngày, được con cháu đáp ứng những nhu cầu mình đang cần. Người già như cỗ máy đã gần tàn tạ khô dầu nhớt, có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào. Vì thế, họ sẽ có những thay đổi nhanh chóng so với tính cách thời trẻ. Sống đến tuổi 60, nghĩa là đã trải qua gần hết đời người, cũng có nghĩa bạn chẳng còn bao nhiêu năm để sống. Vậy tại sao không sống một cách hưởng thụ nhất, sống một cách an nhàn nhất, sống để không uổng phí quãng thời gian cả một đời chăm chỉ, làm lụng vất vả đã qua? Làm thế nào để tuổi 60 được sống đúng nghĩa? Đây là lời khuyên cho bạn. Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Số người sống đến tuổi 100 chỉ chiếm tỷ lệ là 1 trên 100.000 người. Nếu bạn sống đến 90 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ đến 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vậy lẽ, bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có. Bạn đừng có tiết kiệm quá mức. Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám. Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khỏe với tiền tài, bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khỏe. Khi nào thì bạn thôi kiếm tiền và có bao nhiêu tiền là đủ? Dù bạn có cả ngàn mẫu đất, bạn cũng chỉ ăn khoảng vài bát cơm mỗi ngày. Dù bạn có cả chục biệt thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng vài mét vuông để ngủ vào ban đêm. Vậy chừng nào bạn mới có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi, nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có thể là những chuyện muộn phiền riêng. Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn con mình. Nhưng bạn có thể so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ.
Đừng lo nghĩ về chuyện mà bạn không thể làm thay đổi, vì chẳng có ích gì mà lại còn tổn hại cho sức khỏe của bạn. Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu. Đừng lo lắng quá nhiều về con cái, vì con cái có số phận của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng, đừng mong chờ nhiều ở con cái. Chúng tất nhiên biết lo cho cha mẹ, dù có lòng nhưng vẫn vì quá bận rộn, vì công việc làm ăn và nhiều ràng buộc khác nên không thể giúp bạn được đầy đủ. Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm vui hạnh phúc cho chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn đúng là đã sống hạnh phúc từng ngày. Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn có được. Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành, khi bạn hạnh phúc thì bệnh tật sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ ít đến. Với tính khí vui vẻ, luyện tập thể thao, thể dục phù hợp, thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một vài thứ thuốc bổ vừa phải. Hy vọng rằng bạn sẽ sống thật lâu dài và tràn trề sức khỏe. Và hơn hết, hãy biết trân quý những điều tốt đẹp và bạn bè quanh mình. Họ sẽ làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và thấy còn có nhiều người cần đến mình. Không có họ, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, buồn tẻ.